Hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2022, thứ sáu tuần thứ 21 mùa thường niên năm Chẵn. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng tin mừng, không phải bằng lời khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không. Vì chưng là rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất, nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa, vì như đã chép rằng, ta sẽ phá hủy sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ che bỏ sự thông sáng của những người thông sáng. Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của thế gian này trở nên ngu dại sao? Vì khi thế gian tự phụ là không, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng các người Do Thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do Thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, thì Ngài là Chúa Kitô quyền năng của Thiên. Thì Ngài là Chúa Kitô quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đĩa cầu đầy ân sủng của Chúa, người hiền đức hay hân hoan trong Chúa. Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay, hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây hãy xướng ca mừng Chúa. Đĩa cầu đầy ân sủng của Chúa, vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cây tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, đĩa cầu đầy ân sủng của Chúa. Đĩa cầu đầy ân sủng của Chúa. Chúa phá tan ý định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng của chư dân. Ý định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng lòng người còn mãi đời nó sang đời kia. Đĩa cầu đầy ân sủng của Chúa. Alleluia, Alleluia. Anh em hãy đón nhận lời Chúa, không phải như lời của loài người, mà là như lời của Thiên Chúa, và đích thực là thế. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bây giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: ai không đủ cho chúng em và các chị? Các chị ra nhà hàng mà mua thì hơn. Xong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sẵn sàng mới là khôn ngoan.
Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn 5 cô khôn thì vừa mang đèn lại vừa mang chai dầu theo. Mát-thêu chương 25 từ câu 10 đến 13. Suy niệm, thật dễ nhận ra những chi tiết trong dụ ngôn muốn ám chỉ điều gì. Chẳng rẽ là chính Chúa Kitô, 10 cô trinh nữ phù dâu là toàn thể nhân loại. Đèn và dầu là điều kiện cần có để được tham dự tiệc cưới. 5 cô khôn và 5 cô dại là hình ảnh con người. Có người khôn, có người dại. Khôn hay dại là căn cứ vào thái độ họ có biết sẵn sàng hay không. Đó là bài học mà Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta. Không chỉ 5 cô dại mới ngủ mà cả 5 cô khôn cũng ngủ. Nhưng 5 cô này khôn ở chỗ dù có ngủ các cô vẫn không quên mục đích của mình. Chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng để đón chàng rể đến bất cứ lúc nào. Mời bạn, bạn đang nằm trong danh sách những cô khôn hay cô dại. Chắc chắn Chúa sẽ đến bất ngờ. Nếu bạn khôn thì hãy luôn sẵn sàng dầu đèn đầy đủ cho mọi lúc. Dầu của bạn chính là đức tin vững mạnh, là đời sống thiện hảo, là các việc lành phước đức. Đừng để những lo lắng bon chen đời này làm cho bạn sao nhãng việc tích trữ dầu đèn cho hành trình tiến về đời sau của bạn. Chia sẻ, để là một người khôn như Đức Kitô dạy, bạn phải làm gì? Sống lời Chúa, quyết tâm không để ngọn đèn đức tin bị lu mờ trước những cám dỗ của phim ảnh và trò chơi xấu. Cầu nguyện, lạy Chúa là ánh sáng muôn dân, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng và cần mẫn đong đầy tâm hồn chúng con dầu đèn là những việc lành phước đức. Xin cho ngọn đèn đức tin của chúng con luôn cháy sáng và tỏa chiếu rõ ràng hình ảnh Chúa cho những người chung quanh. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Gia đình là nền tảng của vũ trụ. Án Tử, người nước Tề, nổi tiếng là một người thanh liêm và thủy chung. Xuất thân từ một gia đình nghèo, Án Tử được vợ hy sinh buôn tảo bán tần để nuôi ăn học. Đỗ đạt làm quan, Án Tử không bao giờ quên ơn ấy của vợ. Cuộc sống đầy cạm bẫy, ông vẫn một mực trung thành với vợ. Một hôm, vua Cảnh Công đến thăm ở lại dùng bữa với Án Tử. Một người đàn bà đã già xuất hiện trong bữa tiệc. Khi Án Tử vừa giới thiệu người đàn bà đó là vợ mình, nhà vua ngạc nhiên đến sửng sốt. Ông đề nghị với Án Tử: "Ôi, vợ khanh trông vừa già lại vừa xấu. Quả nhân có một đứa con gái vừa trẻ vừa đẹp, quả nhân muốn cho về hầu, khanh nghĩ sao?" Án Tử liền trả lời một cách dứt khoát, không chút do dự: "Nội tử của tôi nay thật già và xấu, nhưng chúng tôi đã lấy nhau và ăn ở với nhau bao lâu nay. Kể từ khi nàng còn trẻ đẹp, xưa nay đàn bà lấy chồng lúc còn trẻ, cốt để nhờ cậy lúc già, lấy chồng lúc đẹp để nhờ cậy khi xấu. Nội tử thôi, thường nhờ cậy tôi cũng như tôi đã từng nhận sự giúp đỡ của nội tử tôi. Nay bệ hạ muốn ban ơn mưa móc là tùy ở bệ hạ, nhưng xin đừng để tôi phải mang tiếng là ăn ở bội bạc với nội tử của tôi." Nói xong, Án Tử lại hai lại xin từ chối không lấy con gái của nhà vua. Gia đình là nền tảng của xã hội. Con người chỉ có thể sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Trong cái nhìn Kitô thì gia đình là một giáo hội nhỏ, trong đó đức tin được thông ban và trưởng thành. Nền tảng để gia đình được đứng vững đó là tình yêu, nhưng tình yêu không là một cái có sẵn, mà là một giá trị luôn đòi hỏi sự xây dựng và vun sới của con người. Một gia đình hạnh phúc hay không, tất cả đều tùy thuộc ở sự phấn đấu, xây dựng từng ngày của con người. Hai cử chỉ dường như được gắn liền với nhau trong chuyến viếng thăm quê hương vào tháng 5 1987 của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đó là viếng mộ song thân và cử hành thánh lễ đặc biệt cho các đôi vợ chồng. Cây tốt thường sinh trái tốt. Con người của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là hoa trái tình yêu của cha mẹ ngài. Viếng mộ của song thân, Đức Thánh Cha không những nói lên niềm tri ân của ngài đối với bậc sinh thành, nhưng ngài còn muốn đề cao giá trị của đời sống hôn nhân. Giữa đời thời đại mà đời sống hôn nhân và gia đình bị lay động đến tận gốc rễ, Đức Thánh Cha muốn gióng lên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết: hãy trung thành với nhau.
Trong thánh lễ cầu nguyện cho gia đình, qua đó các đôi vợ chồng hiện diện được mời gọi lặp lại lời thề hứa trong hôn phối. Đức Thánh Cha đã lặp lại ý nghĩa và giá trị của bí tích hôn phối. Ngài nói như sau: Khi quỳ gối trước bàn thờ trong ngày cưới, các đôi vợ chồng đã thề hứa với nhau cho đến cùng. Họ thề hứa với nhau như thể trước mặt Chúa. Lời cam kết này phản ánh chính lời hứa của Chúa Giêsu rằng Ngài yêu họ và yêu cho đến cùng. Tôi hứa sẽ giữ chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời tôi. Khi tuyên hứa với nhau như thế, hai người đã lặp lại chính cam kết của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Yêu cho đến cùng nghĩa là chấp nhận cái chết từng ngày. Tình yêu hôn nhân là một hạt giống có được chôn vùi, có một nát đi mới sinh hoa kết trái. Luật của đời sống hôn nhân chính là luật của hy sinh, của chiến đấu, của chính sự chết. Nhưng cũng chính khi con người biết chối bỏ chính mình bằng hy sinh, con người sẽ gặp lại chính mình trong người khác. Đó là lẽ sống mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Bài trích sách lẽ sống.